Xin chào quý các bạn, hiện tại thì tôi đang ngồi trên chiếc Fortuner, một sản phẩm sản xuất hợp tác của Sài Gòn Ford Limousine. Ở trên mẫu xe này thì như các bạn thấy là nó đang có sở hữu rất nhiều những cái điểm khác biệt so với cả một chiếc Fortuner thông thường sản xuất từ nhà máy ra. Và trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đi khám phá chiếc xe này. Đặc biệt là khoang phía sau sẽ còn rất nhiều những cái điểm thú vị nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với cái khoang trước đi các bạn ạ. Phần vô lăng được bọc da cũng như là được ốp giả gỗ ở đây là một trong những cái điểm mà giúp cho cái phần táp lô phía trước này được thêm những cái chi tiết nhìn nó hấp dẫn sang trọng hơn. Chiếc Fortuner này hiện tại đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán nhà sản xuất công bố cho phiên bản Titanium là phiên bản cao cấp nhất là 1 tỷ 069 triệu. Còn có rất nhiều những cái option mà tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình các bạn thì các bạn có thể lựa chọn cho mình và gia đình những cái option mà mình cảm thấy cần thiết, phù hợp với cả gia đình sử dụng để tiết kiệm cũng như là giảm bớt cái chi phí thì chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là các bạn muốn chuyển từ ốp nhựa, ốp giả gỗ sang thành ốp gỗ sồi, ốp gỗ hương, ốp kim cương hay cái gì đấy thì các bạn cứ bỏ chi phí ra là chúng ta lại có thôi. Cái phần bảng táp lô phía trước của chiếc Fortuner này thì được, trước đây thì nguyên bản thì sẽ được làm hoàn toàn bằng nhựa với hai túi khí cho người lái và bên ghế phụ. Ở đây chúng ta sẽ có cái hộc bể đồ ở đây với cổng sạc điện 12V và cổng sạc USB. Cái này thì là nguyên bản không độ. Cái phần nắp này thì tôi đang đánh giá là nó sẽ hơi bất tiện một chút bởi vì nó không có cái phần thanh đỡ. Chúng ta đẩy lên chúng ta thò tay và đôi khi nó sẽ bị sập, hơi nguy hiểm. Cái này thì nên khắc phục một chút sẽ ok hơn phải không ạ? Cái phần ở giữa của bảng táp lô này cũng đã được làm giả gỗ ở đây rồi. Cái phần màn hình này của Fortuner thì được giữ nguyên và được tích hợp luôn hệ thống thông tin giải trí sinh 3. Có rất nhiều những cái kết nối mà chúng ta có thể kết nối được với hệ thống sinh 3 này. Apple CarPlay chúng ta có thể dùng được mà đây. Đấy. Con thấy sao cái màn hình này trông có được không? Trông hấp dẫn mà đúng không? Đấy. Hơi nhỏ một tí thôi. Nhưng mà đằng sau có màn hình to hơn. Đấy, lát ra đằng sau. Đấy, lát ra đằng sau xem nhá. Xe mẫu xe này thì sử dụng cái động cơ 2.0 EcoBoost và đi cùng với hộp số tự động là 6 cấp. Đấy. Sắp tới Autoly sẽ cố gắng gửi tới quý vị các bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc Fortuner. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tới những cái option, những cái trang bị của xe thôi. Ở đây chúng ta có hai cái chế độ ở đây này. Quạt lưng tức là hệ thống thông mát ở ghế này, hệ thống thông gió ở ghế này. Đây là massage này. Mẫu xe này là phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta có tới 4 ghế massage ở trên khoang cabin. Tức là hai ghế là ghế lái, ghế phụ và hai ghế ở phía sau. Đây là tôi bật cái này lên này. Đấy. Đi đường dài, đường xa mà. Tài xế cũng là người trong gia đình nên chúng ta cần có những cái phút giây thư giãn và ghế nó rung rung massage này thôi. Nó cũng làm cho chúng ta cái phần lưng nó được thoải mái hơn. Ở đây thì chúng ta có hộc lạnh. Đấy, ủi ơi sở về lạnh. Cái giày lạnh quá. Đây có chai nước ở đây này. Ăn sớm lạnh à. Đấy. Đây các bạn có thể để hoa quả hay là đồ uống vào đây để dành cho gia đình. Ghế phụ qua massage nhé các bạn nhé. Và cái việc mà chiếc xe Fortuner được nâng cấp lên cái gạng ghế da, bọc da như thế này này, với những cái họa tiết khá là bắt mắt. Sờ chất liệu da cũng được. Nói chung là đủ dùng. Sờ êm, thích tay. Đặc biệt là khi chúng ta quan sát kỹ hơn vào những cái chi tiết khe kẽ như thế này thì các bạn sẽ thấy được là cái phần độ thêm được hoàn thiện khá là ổn. Đấy. Chúng ta không thể nào mà so sánh với những mẫu xe nhiều tỷ được, nhưng mà nói chung là mức rất là ổn. Đường may, đường kim, sợi chỉ đều rất là ổn ở đây. À, các bạn hãy nhớ nhé, đây là chiếc xe giống kiểu cá nhân hóa, thủ công giống Rolls Royce luôn. Các bạn thích thêu tên mình hay là thêu tên cả gia đình hay thêu tên từng người một ở trên cái vị trí ghế này cũng được. Sài Gòn Ford Limousine là sẽ làm theo ý các bạn, miễn là các bạn trả thêm chi phí. Chiếc ghế bọc da rồi tất cả phần thảm trải sàn ở đây cũng đều được bọc da ở đây. Da này tôi đoán là da công nghiệp mà dùng chất lượng ổn. Còn đâu nếu mà để nói về nó có bền hay không thì có lẽ cứ phải để thời gian trả lời các bạn ạ.
để lái chỉnh điện. Các cái phần táp bi cửa cũng đã được độ lại để trông đẹp mắt hơn. Từ phần da ở đây cho tới cái phần sơn giả gỗ ở đây. Hệ thống loa. Hôm nay nhất định là chúng ta sẽ chỉ đi xem những cái option của xe thôi nhé. Không thì đi giới thiệu là thành đánh giá trải nghiệm Fortuner đấy. Hệ thống cam lùi các thứ đều đầy đủ này. Đấy. Rồi. Không gian để đồ phía sau thì đương nhiên với mẫu xe Fortuner này thì chúng ta có được cái không gian rất là rộng. Mặc dù là cái hàng ghế đã được độ lại hoàn toàn nhưng mà nhà sản xuất cũng không thay đổi cái kích thước. Một người cao 1m75 và nặng khoảng 75 cân như tôi thì ngồi vào đây cũng rất là ổn. Chúng ta sẽ có thể để những cái bộ gốp để đi anh gốp thoải mái. À đây, phần sàn này. Phần sàn này thì tôi xin chia sẻ với quý các bạn một thông tin. Nếu như đúng ấy, mình gọi chuẩn ấy, thì đây là sàn giả gỗ. Nhưng mà theo như tôi được biết thì là phần dưới, phần cốt sàn này này thì là được sử dụng gỗ ép công nghiệp. Và bên trên này để cái mặt thẩm mỹ nó tốt hơn thì nhà sản xuất, nhà độ đã dán lên một cái lớp đề can để trông những cái chi tiết này nó được bắt mắt hơn. Màu gỗ nó cũng sáng sủa. Chúng ta mà không để ý, không tìm hiểu kỹ là có khi tưởng đây là gỗ ấy, bởi vì tất cả cái vân ở đây là rất là đẹp này các bạn này. Vân gỗ đây sờ vào nó gai gai luôn, giống bề mặt gỗ. Với cái diện tích như này thì có lẽ là cả gia đình đi chơi chúng ta vẫn có thể ngồi ở đây để ngắm cảnh hay là trò chuyện. Có logo dòng tên ở đây, Auto Kingdom. Đây là phiên bản Titanium, là phiên bản cao cấp nhất. Tên của chiếc xe Tunnel, hãng sản xuất là Ford. Ford Tunnel thì được định vị là một chiếc xe minivan dành cho cả gia đình. Trong phân khúc này thì chúng ta có thể nhắc tới một số những cái dòng xe trong cùng phân khúc thôi, chứ còn nói về đẳng cấp thì có lẽ là nó sẽ chênh lệch nhau một chút, bởi vì những cái hãng đó thì lại đến từ châu Âu. Ví dụ như là chiếc Peugeot Traveller hay là chiếc Mercedes-Benz V-Class. Hai chiếc đó thì đều có mức giá bán cao hơn chiếc Fortuner này cũng khá khá đấy các bạn. Chiếc Peugeot Traveller hình như là giá bán đâu đó nó sẽ khoảng gần tiệm cận với chiếc Fortuner mà đã được độ full bài như này rồi. Đây, các bạn cũng có thể thấy nhá, phần bên này là phần cửa lùa được đóng mở điện ở đây, đóng cửa này. Đấy. Chúng ta sẽ giữ cho tới khi cửa đóng lại, còn chúng ta nhả tay ra thì cửa sẽ tự động trượt ra. Nhưng mà cái vị trí ngồi của tôi ở đây các bạn ạ, nó mới là cái vị trí ngồi thích thú này. Chúng ta có ghế chỉnh điện đầy đủ nhá. Đây, module của nhà độ. Đấy. Chúng ta sẽ chỉnh được lưng ghế và phần ghế tiến lên tiến xuống. Hai, đây có cổng sạc USB này. Có cả hệ thống quạt làm mát phần thoáng khí ở ghế ngồi cũng như là sưởi ở đây. Đấy, và đặc biệt là đây, khi mà chúng ta ấn vào nút này, bắt đầu thấy rung luôn, massage luôn. Anh ngả ghế ở đây nằm. Ở phía trước mặt chúng ta thì sẽ có một màn hình cảm ứng. Ta có thể kết nối các cái thiết bị di động ngoại vi vào đây, hay là sử dụng USB vào đây để nghe nhạc này. Đấy. Xem phim, chơi game cũng có luôn. Nói chung là với một chiếc xe của Ford thì tôi rất là tin tưởng những cái vấn đề như là động cơ, hệ thống chuyển động, rồi hệ thống treo. Tất cả những cái chi tiết đó thì đến từ hãng của Mỹ, nên là chúng ta cũng cứ rất yên tâm. Chỉ có cái phần nội thất này thì sẽ được nhà độ Việt Nam thực hiện. Và đối với cả chiếc Fortuner được độ bởi Auto Kingdom Limousine và Sài Gòn Ford Limousine thì sẽ được bảo hành 2 năm hoặc là bảo hành theo số km. Đó. Với hai phần dàn lạnh riêng biệt là ở phần hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai ở đây, chúng ta
có thể điều chỉnh dàn lạnh độc lập, nhiệt độ cũng như là tốc độ quạt gió ở đây. Và cũng có các cái chế độ mốt điều hòa khác nhau, thổi trực diện ở ngang hướng mặt này, thổi xuống dưới chân này, hoặc là chúng ta để auto. Đó. Ở đây chúng ta cũng sẽ có cổng sạc 12V đã được tích hợp sẵn hai cổng sạc USB ở đây rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngả ra một chút, ngả lưng ghế ra một chút để xem cái phần bên trên nóc này nhá. Cửa gió điều hòa thì được giữ nguyên ở phần phía trên trần xe. Cửa sổ trời của Fortuneo vẫn được giữ nguyên ở đây. Đấy. Ở phía sau này chúng ta có hệ thống đèn trần được làm công nghệ LED ở đây. Đèn dây LED, và ở đây cũng là đèn đấy các ô. Đèn này mà cảm ứng một chạm nữa thì là hết bài đấy các bạn ạ. Ở tại băng ghế cuối cùng, chúng ta cũng sẽ có ba cái vị trí ngồi đối với người lớn, một người to cao như tôi thì tôi nghĩ khá là thoải mái. Chúng ta cũng sẽ có ba ghế đều là massage luôn. Đối với cái phiên bản cao nhất là phiên bản mà tôi đã chia sẻ giá với quý các bạn ở đây. Để tôi thử ngồi xem bên này xem nào. Cái phần lưng ghế thì với độ ngả như thế này là hết rồi. Chúng ta sẽ phải nhường lại cái khoảng không gian phía sau để dành cho để đồ. Cái ghế này thì cũng đều được trang bị quạt lưng và massage cả. Ghế này thì được chia ra làm hai bên, một bên là hai chỗ ngồi, một bên là một chỗ ngồi. Khi chúng ta bật massage ở bên này thì hai ghế vị trí ngồi trên này sẽ được massage. Đó. Có một cái điểm mà tôi khá lơ ý ở trên chiếc Fortuneo được cải tạo lại, độ lại nội thất như thế này, chính là cái phần khoang kính ở hàng ghế thứ ba. Chúng ta có cái khoang kính này thì cái không gian của hàng ghế thứ ba nó sẽ bớt bí đi, và người ngồi hàng ghế thứ ba cũng sẽ thoải mái để quan sát ra những khung cảnh bên ngoài khi mà cả gia đình cùng tham dự vào những cái chuyến đi du lịch dài ngày. Cái mà tôi cảm thấy nhìn thấy ưng ý nhất ở trên chiếc xe này ấy, là cái sự hoàn thiện. Sự rất là vui, bởi vì một nhà độ tại Việt Nam mình mà có thể làm ra được những cái sản phẩm như thế này là rất là ổn. Hoàn toàn chúng ta có thể tự tin nghĩ tới cái việc là sẽ mang những cái mẫu xe như thế này đi xuất khẩu sang những cái nước bạn lân cận. Rất ưng ý, rất hài lòng đấy ạ. Còn cái độ bền thì có lẽ là cứ để thời gian trả lời đi. Các bạn là những người sở hữu những mẫu xe như này thì các bạn cứ chia sẻ với chúng tôi về những cái trải nghiệm của các bạn và cả gia đình đối với một mẫu xe limousine được làm dựa trên cái nền tảng của chiếc Fortuneo. Cửa bên này đóng mở tay nhé các bạn. Đấy. Đóng mở tay mà cũng đóng mở rất là nhẹ thôi, không hề khó khăn một chút nào cả. Đấy. Còn cửa bên phía các bạn đang quan sát vào đây thì sẽ sử dụng là điện. Đây là các cái bảng thiết bị. Đối với cái phương thức thanh toán dành cho chiếc Fortuneo được làm lên limousine này thì sẽ chia ra làm hai đợt. Đợt thứ nhất thì 50% của tổng giá trị nâng cấp ngay sau ký hợp đồng thiết kế và thi công. Thanh toán đợt 2 thì sẽ là 50% của tổng giá trị nâng cấp sau khi khách hàng nghiệm thu xe và trước khi bàn giao xe cũng như giấy tờ. Chiếc Fortuneo thì các bạn có thể mua trực tiếp ở tại Sài Gòn Ford với giá là vào khoảng 1.069.000.000. Đó. Thời gian sản xuất và lắp đặt là 30 ngày. Ở trong đây thì thời gian 30 ngày thì không bao gồm thời gian chạy thử xe và làm các thủ tục cải tạo xe và bàn giao xe. Đấy, nghĩa là các ngày mà để các kỹ thuật viên hoàn thiện chiếc xe này thì là 30 ngày. Nói chung là với một mẫu xe Fortuneo mà được độ lên thế này là tôi nghĩ là cũng khá khá rồi đấy. Chúng ta có thể làm một cái hết bài bằng cách là nếu các bạn muốn thay đổi chất liệu gỗ hay thay đổi chất liệu da thì là các bạn cứ việc liên hệ với bên đơn vị sản xuất để có được những cái báo giá dành cho riêng quý vị các bạn. Đó là cái tính cá nhân hóa mà. Rồi, xin chào quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn thấy sao với chiếc xe này thì cũng cứ comment ngay xuống dưới video. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Elite.